Đây mọi người, con mới cái lâu lâu cái vỏ của con cái chú 332 này mọi người. Mới có xịt sơ thôi mà ra đẹp. Làm echo zin của nó sách con dùng ngon ha. Này về chà nó ra nha. Em chỉ xịt sơ cái vỏ bên ngoài thôi. Lọc máy này vệ sinh thì quá keng spin mà. Mắc in Japan, thủ đô ha. Hơi quá năng luôn. Con này để cho 1.350.000 nha. Giá này thì hiện tại là giá để em để rẻ cho nó hết luôn nha mọi người. Đây vẫn còn có mấy cây á, mấy cái cưa thì em xả 1.350.000. Hiện nay em bao ship luôn cho, máy đủ đồ, còn khá đẹp á, hơi năng. 1.350.000 cây này nha. Ha, bao ship luôn ha. Ví dụ như một số đơn có một hiếm gặp lắm, chắc lâu lâu gặp một hoặc hai trường hợp á, thì em có nói là bao ship, nhưng mà cái lúc mà tạo đơn á là mình sót, ví dụ mình sót mình quên ghi là người gửi trả tiền ship á, thì nó tới nó thu, thì tới đó thì anh em nhận thì em trả lại tiền ship thôi đó. Còn anh em quen thì họ biết thì lần sau mua cái khác thì mình bao ship lại thôi, bình thường. Cái này bao ship nha. Đó. Mua chuyển khoản giúp em ha, 1.350.000.